Nếu như để có được một cái đường cắt xanh như thế này thì cường độ sáng của quả bi phải đảm bảo là mạnh. Tầm chiếu xa của ánh sáng pha này có thể đạt lên ngưỡng là hơn 800 mét. Pha ở giữa kết hợp cùng cái ánh sáng trắng hai bên, nó mang đến cho chúng ta một cái độ bám đường cực kỳ tốt. Và có thể nói đối với thương hiệu Titan Moto trong năm 2024 này là một năm được đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ. Xin chào mọi người. Như đã hứa thì ngày hôm nay Titan đã mang đến cho mọi người một cái siêu phẩm mới được xem là một cái phiên bản nâng cấp hoàn toàn, đầy đủ và toàn diện của một phiên bản F150. Khi mà giai đoạn đầu tháng 2 mọi người có thể thấy là Titan đã cho ra mắt một cái siêu phẩm, đó là F150, một cường độ sáng, một chân sáng vuông, mang đến cho mọi người một cái sự trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Và sau 2 tháng những gì mà mọi người đã chờ đợi thì Titan tiếp tục cải tiến và nâng cấp, mang đến cho các anh một cái siêu phẩm mới, đó là F150 Plus. Thì đối với quả bi này, nó sẽ mang đến cho chúng ta sự cải thiện về công suất, sự cải thiện về cường độ sáng, và đặc biệt hơn nữa với hệ thống tản nhiệt vẫn là hai quạt tản nhiệt và một khối đồng, nó sẽ mang đến cho các anh một cái ánh sáng phải nói là cực kỳ hiệu quả. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu, đây sẽ là phần mà mọi người mong đợi nhất, đó chính là chiêm ngưỡng ánh sáng của quả bi F150 Plus. Nếu như tắt quả đèn đi thì đoạn đường chúng ta sẽ khá tối, nhưng khi mà bật lên hai quả bi F150 Plus cho ra một cái cường độ sáng phải nói là nó làm rực lên nguyên cái đoạn đường mà chúng ta đang xem luôn. Trên bờ rào trắng mọi người có thể thấy là một cái đường cắt ánh lên một cái màu xanh, gợi nhớ cho chúng ta về những cái dòng bi xenon trước đây, tạo cho chúng ta một cái sự hoài niệm. Nếu như để có được một cái đường cắt xanh như thế này thì cường độ sáng của quả bi phải đảm bảo là mạnh để nó đẩy ra được một cái tầm sáng cực kỳ tốt như thế này. Nói về công suất code thì ở mỗi quả bi nó đạt ngưỡng công suất là 65W. Một quả bi mà ở phân khúc dành cho xe máy đạt ngưỡng 65W ở ánh sáng code thì phải nói rất là cực kỳ cạnh tranh. Pha lên sở hữu cho mình một cái ánh sáng pha rất là cao. Nếu như code chỉ đạt ở ngưỡng như thế này thôi thì khi mà chúng ta pha lên một cái tầm chiếu pha cao từ đây đến đó khoảng 100m. Nhưng nếu như ánh sáng pha này khi mà chiếu xuống đường thực tế, tầm chiếu xa của ánh sáng pha này có thể đạt lên ngưỡng là hơn 800m. Vì tâm pha ở giữa nhiệt màu nó rơi vào khoảng là từ 3800 cho đến 4000, cho nên là cái tâm pha ở giữa kết hợp cùng cái ánh sáng trắng hai bên khi mà đi vào đường ướt và sương mù nhẹ, nó mang đến cho chúng ta một cái độ bám đường cực kỳ tốt. Quả bi F150 Plus cho ra một cái chân sáng rất là vuông vức. Và nếu như các anh để ý kỹ thì lợi thế của chân sáng vuông này khi mà chúng ta lắp vào xe máy di chuyển vào những khúc cua, nó mang đến cho chúng ta một cái độ rộng cực kỳ là ấn tượng. Và nói về chip LED Osram thì mọi người có thể thấy là từ dưới ánh sáng, từ dưới đi lên, mang đến cho mình một cái độ hoàng màu gần như là trên 90%. Những cái tán lá cây dù là nhỏ nhất chúng ta vẫn có thể thấy là cái sự đổ bóng của nó rất là sắc nét. Và việc mà chúng ta thấy nó rõ ràng như thế này, đó chính là một cái ưu điểm cực kỳ mạnh mẽ mà chip LED Osram muốn mang đến cho mọi người. Ngay từ bụng sáng, từ tâm đi ra phía cuối kia, ánh sáng vẫn rất là đậm. Nhưng mà càng ra rìa thì phần sáng này nó vẫn không hề bị mờ đi. Hai bên cánh của ánh sáng, hai bên cánh này, ánh sáng vẫn hiện lên một cái bụng sáng rất là rộng. Với F150 phiên bản Plus lần này, công nghệ TIR lens thấu kính hội tụ kép đã được áp dụng rất thành công khi mà đưa vào bên trong quả bi. Cho nên là ở hai chip LED phụ, nó sẽ giúp cho mình tán xạ vào thấu kính đó và đẩy cái ánh sáng pha ra bên ngoài. Mặc dù là để một ngón tay ngay trên một cái quả lens 3 inch này ở phía trên, không hề bị cản pha. Khi mà em đặt ngón tay ở phía dưới lens, ánh sáng vẫn cho ra một cái chân sáng cực kỳ là vuông vức. Ví dụ như là Exciter hoặc là SH. Đối với những dòng xe này thì chóa đèn của xe rất là hẹp. Khi mà công nghệ TIR lens được kết hợp vào thì nó sẽ giúp cho mình có được một cái sự thoát sáng tốt nhất. Quả bi được tích hợp một cái hệ thống tản nhiệt đa lớp. Đầu tiên mọi người có thể thấy cơ chế tản nhiệt thụ động, đó chính là một cái khối đồng được phay thành 28 miếng đồng sắp xếp đều nhau. Việc mà tạo nên những cái miếng đồng như thế này, nó sẽ giúp cho nhiệt lượng thông qua các cái rãnh đồng thu vào bên trong và được đẩy nhiệt lượng ra bởi một cái quạt phía sau này. Nó sẽ giúp cho mình ở phía trên đẩy nhiệt lượng của các khối đồng. Đây là một cái quạt đầu tiên, tưởng chừng như vậy đã quá đủ. Phía sau này là một cái quạt tản nhiệt nữa. Ở quạt tản nhiệt này nó sẽ có nhiệm vụ, đó chính là hút gió từ bên ngoài đưa lên cho các phần bo mạch ở bên trong này, hay còn gọi là phần driver của quả bi, thông qua các rãnh để đẩy nhiệt lượng ra bên ngoài. Và mọi người có thể thấy là với một hệ thống tản nhiệt như thế này, hơn nữa bên trong lại được tích hợp một cái cảm biến nhiệt độ, nó sẽ giúp cho mình là duy trì cái tuổi thọ chip LED trong thời gian sử dụng lâu dài và duy trì cái phần bo mạch của mình được sáng trong suốt thời gian dài, trong suốt thời gian mà chúng ta di chuyển trên đường. Ngay đợt mở bán đầu tiên, khi mà các anh chốt một cặp bi, mọi người sẽ được tặng kèm hai chai nhớt của nhà Voltronic phiên bản MotoGP, cấp nhớt là 2.5 W40, mang đến cho mọi người một cái dòng nhớt mà có thể đổ cho xe máy cực kỳ êm mái và mượt mà. Tổng kết lại, các anh có thể thấy là với phiên bản F150 Plus mà nhà Titan Moto mang đến cho các anh, đây là một cái phiên bản cực kỳ tuyệt vời. Và đối với các anh nào mà đang đi xe máy, những dòng xe có ánh sáng hơi yếu một chút,
mà chúng ta lại thích đam mê và những chuyến phượt tour đêm thì chắc chắn rằng F150 Plus sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Với thời gian bảo hành là 2 năm và cái độ bền của Bobby này sử dụng cho mình là hơn 30.000 giờ thì đây chắc chắn là một cái sản phẩm mà các anh không thể bỏ lỡ. Mọi người có thể liên hệ ngay đến Titan Moto để có thể được hỗ trợ và tư vấn cho mình lắp đặt một quả bi F150 Plus cực kỳ là hoàn hảo về ánh sáng, về cấu hình và về những công nghệ được tích hợp vào bên trong quả bi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ những sản phẩm của Titan Moto và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất.